Chào quý vị, quý vị đang cùng đến với bản tin điểm tin quốc tế phát sóng ngày 30 tháng 12. Và thưa quý vị, chỉ còn 2 ngày nữa là thế giới sẽ chào đón năm 2022. Một năm trôi qua với nhiều biến chuyển về chính trường, xã hội, với nhiều bước ngoặt thay đổi quan trọng. Trong điểm nóng ngày hôm nay, hãy cùng với BNC nhìn lại một vài sự kiện thế giới nổi bật trong năm 2021, chuẩn bị đón một năm mới với nhiều khởi đầu tốt đẹp. Thế giới trong năm 2021 chứng kiến nhiều sự kiện chính trị xã hội quan trọng, trong khi đại dịch thiên tai vẫn hoành hành khiến nhiều nước lao đao. Sau đây là năm sự kiện thế giới nổi bật nhất trong năm 2021 do FPNC bình chọn. Năm 2021, dịch COVID-19 bước sang năm thứ hai với sự thống trị của biến thể Delta hầu hết cả năm và sự xuất hiện bất thình lình của biến thể Omicron ở những tháng cuối năm. Tới nay, năm quốc gia có số ca COVID-19 nhiều nhất thế giới, lần lượt là Mỹ, Ấn Độ, Brazil, Anh và Nga. COVID-19 đã khiến hơn 5,4 triệu người tử vong, trở thành một trong những đại dịch chết chóc nhất trong lịch sử nhân loại sau dịch cúm Tây Ban Nha năm 1918. Song song đó, chiến dịch tiêm vaccine được đẩy mạnh trên toàn cầu, với 57,4% dân số thế giới được tiêm ít nhất một liều vaccine tính đến ngày 29 tháng 12. Hôm 20 tháng 1 năm 2021, ông Joe Biden nhậm chức tổng thống thứ 46 của Mỹ, trở thành nhà lãnh đạo lớn tuổi nhất trong lịch sử đất nước. Ông chiến thắng cuộc bầu cử đầy kịch tính và vô tiền khoáng hậu với cuộc bao loạn tại đồi Capitol hôm 6 tháng 1, khi lưỡng viện quốc hội nhóm họp đếm phiếu đại cử tri trong gần năm qua tổng thống đã giải quyết hành luật vấn đề bủ vây nước mỹ trong đó có đại dịch kinh tế mỹ phục hồi nhịp độ tăng trưởng tỷ lệ thất nghiệp giảm về đối ngoại nhà lãnh đạo đã chấm dứt chính sách nước mỹ trên hết của người tiền nhiệm đưa nước mỹ trở lại vị thế của anh cả dẫn dắt đi đầu các tổ chức liên minh thế giới Sự kiện tiếp theo là việc Mỹ hoàn tất rút quân khỏi Afghanistan vào ngày 30 tháng 8, chấm dứt hai thập niên chiến tranh nổ ra từ năm 2001. Cũng trong tháng 8, Taliban đã giành quyền kiểm soát thủ đô Kabul, ban bố nhiều luật nghiêm khắc ở quốc gia Nam Á. Căng thẳng càng về sau khi tổ chức Hồi giáo cực đoan ISK gây ra hàng loạt vụ nổ, gây nhiều thương vong, trong đó có cả quân lính Mỹ. Chuyển sang khu vực châu Á, từ tháng 2 năm nay, Myanmar rơi vào bất ổn và khủng hoảng chính trị xã hội cực độ khi lực lượng quân sự đảo chính nắm quyền lãnh đạo quốc gia Đông Nam Á. Nhiều lãnh đạo dân sự Myanmar, trong đó có cố vấn nhà nước Aung San Suu Kyi bị bắt giữ và đối mặt với tội danh tham nhũng. Chính quyền quân sự Myanmar cũng hứng chịu nhiều chỉ trích của quốc tế với việc đàn áp các cuộc biểu tình, sát hại thường dân. Theo số liệu từ các tổ chức theo dõi tình hình Myanmar, hơn 1.300 người đã thiệt mạng trong các cuộc biểu tình phản đối chính quyền kể từ chính biến. Nghèo đói, khủng hoảng kinh tế và đại dịch hoành hành, Myanmar đã hỗn loạn, nay lại thêm nhiều phần lao động. Trong năm 2021, thiên tai bão lũ có lẽ là một trong những từ khóa được quan tâm nhiều nhất. Năm qua diễn ra nhiều hiện tượng thời tiết khắc nghiệt nhất thế giới, gây thiệt hại lớn về người và của xảy đến với hàng loạt nước lớn như Trung Quốc Đức, Mỹ. đáng chú ý, trận lũ lụt ngăn năm có một ở Trịnh Châu, Thủ phủ tỉnh Hà Nam của Trung Quốc ở tháng 7 được coi là sự kiện bất thường và gây tác động nặng nề nhất, hàng trăm người thiệt mạng, hàng chục tỷ đồng thiệt hại. Thiên tai tiếp tục giống lên hội chuồng báo động về vấn đề môi trường, khiến các nước gấp rút tìm biện pháp thích ứng, giải quyết tận gốc. Hy vọng rằng điểm nóng ngày hôm nay đã giúp cho tất cả quý vị nhìn lại những sự kiện thế giới nổi bật nhất của năm 2021. Còn bây giờ như thường lệ sẽ là những cập nhật về tình hình thế giới trong vòng 24 giờ vừa qua. Thưa quý vị, quân đội Indonesia vừa phát hiện một mô hình xe tăng bí ẩn ở gần dàn khoan dầu trên biển Natuna vào đầu tháng 12 này. Theo các báo cáo, mô hình xe tăng này có thể là phiên bản thu nhỏ của chiếc Z TQ-15-Type-15 do Trung Quốc chế tạo và tuy nhiên thì chưa rõ ai đã làm ra mô hình và sử dụng nó cho mục đích gì Tại Trung Quốc, Cảnh sát thành phố tỉnh Tây thuộc Quảng Tây mới đây cũng đã áp giải 4 người vi phạm quy định phòng chống dịch Covid-19, bêu số họ ở nơi công cộng Đây chính là một hành động bị cấm ở Trung Quốc, tuy nhiên đã xuất hiện giữa lúc chính phủ kiên quyết dập dịch Zero Covid. Tờ báo Beijing News của chính phủ cho rằng hành động đó vi phạm nghiêm trọng tinh thần thượng tôn pháp luật và không thể tái diễn. Liên quan đến Hồng Kông, thì vừa qua Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã kêu gọi giới chức Trung Quốc và đặc khu thả tự do ngay lập tức cho các nhân viên tổ chức truyền thông Stand News bị bắt giữ. Ngoại trưởng Blinken cho rằng bằng cách bịt miệng các tổ chức truyền thông độc lập, chính phủ Trung Quốc và giới chức địa phương đang làm xói mòn sự tín nhiệm và sức sống của Hồng Kông. Một chính phủ tự tin sẽ không lo sợ báo chí tự do đáng chú ý hơn cảnh sát hồng kông ở đây cũng đã cho biết rằng không loại trừ sẽ bắt giữ thêm nhiều người trong tương lai giữa lúc đang điều tra hãng truyền thông độc lập ủng hộ dân chủ stand news steve lee người đứng đầu ban an ninh quốc gia của cảnh sát hồng kông nói trong cuộc họp báo rằng chiến dịch này vẫn đang được tiến hành không loại trừ sẽ có thêm người bị bắt giữ những kẻ đào tẩu đang bị truy tìm Tại Hàn Quốc, ứng cử viên tổng thống ông Jun suk yeol của đảng quyền lực nhân dân đối lập đã bị chỉ trích vì nhận xét mà ông đưa ra gần đây rằng hầu hết người Hàn Quốc, đặc biệt là những người trẻ tuổi, không thích Trung Quốc. Sau bình luận trên, thì người phát ngôn của đảng Dân Chủ cầm quyền cho biết rằng bình luận này là gây sốc và làm giảm mối quan hệ thân thiện giữa các quốc gia. Ở một diễn biến khác, tại Triều Tiên, trong một cuộc họp của Ủy ban Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã vạch ra chính sách của đất nước năm 2022. Theo đó, thì ông Kim xác định nhiệm vụ trọng tâm là phát triển nông thôn và cải thiện tình hình lương thực của quốc gia, của đất nước. Quốc gia Đông Nam Á đang lâm vào khủng hoảng lương thực trầm trọng nhất từ trước đến nay do lũ lụt, hạn hán dịch bệnh và lệnh trừng phạt quốc tế cũng liên quan đến ông kim jong un hình ảnh mới nhất của nhà lãnh đạo cho thấy rằng ông thay đổi diện mạo rõ rệt sau một thập kỷ cầm quyền theo truyền thông phương tây ông kim có vẻ lại tiếp tục sụp cân khi xuất hiện trong phiên họp toàn thể của ủy ban trung ương đảng lao động triều tiên Chuyển sang tình hình ở các khu vực khác, Bộ trưởng Ngoại giao Đức, Pháp, Anh và Mỹ vừa mới thảo luận về tình hình ở biên giới Ukraine và các cuộc đối thoại sắp tới với Nga. Bộ Ngoại giao Đức cho biết như vậy trên Twitter vào hôm thứ Tư ngày 29 tháng 12. Bốn ngoại trưởng cũng đã thảo luận về vòng đàm phán quốc tế mới nhất tại thủ đô viên của Áo về chương trình hạt nhân Iran, cũng như là cách thể hiện tình đoàn kết với Litva liên quan đến hành động gây hấn gần đây của Trung Quốc. Nhà Trắng mới đây cũng đã thông báo Tổng thống Mỹ Joe Biden và người đồng cấp Nga Vladimir Putin sẽ nói chuyện qua điện thoại vào thứ Năm ngày 30 tháng 12 theo giờ Washington, tức là sáng thứ Sáu ngày mai theo giờ Việt Nam. Nội dung chủ yếu bàn về vấn đề Ukraine, một quan chức cấp cao của Mỹ chia sẻ với phóng viên rằng cuộc gọi diễn ra theo yêu cầu của phía Nga. Giữa lúc mà căng thẳng đông tây đang ở mức đỉnh điểm vừa qua trong cuộc gặp với tổng thống Putin ở thành phố Petersburg, tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cũng đã đề nghị tiến hành tập trận chung giữa quân đội hai nước vào đầu năm sau 2022. Ông Putin đã chấp thuận đề nghị trên, dự kiến cuộc tập trận sẽ diễn ra vào giữa tháng 2 hay tháng 3 trên lãnh thổ của Belarus. Cũng liên quan đến Nga thì nước này gần đây cũng đã tiến hành thử nghiệm định kỳ đối với hệ thống phòng thủ tên lửa S-500 ở Bắc Cực. S-500 đại diện cho thế hệ hệ thống phòng không đầu tiên có khả năng tấn công các mục tiêu ở quỹ đạo thấp. Các mục tiêu này bao gồm tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo thế hệ mới và máy bay. Theo tờ The Mirror, nhà tiên tri mù Baba Vanga, người Bulgaria, cũng đã dự đoán một số sự kiện vào năm 2022 như thực tế ảo trở nên thịnh hành và thống trị toàn thế giới, đại dịch kế tiếp xảy ra ở Siberia gây ra bởi virus bị rã đông do biến đổi khí hậu, người ngoài hành tinh xâm chiếm trái đất trên một thiên thạch. Tất cả dự báo đều là diễn giải của người đời sau và không có căn cứ thực sự vững chắc. Tiếp tục chương trình sẽ là một số thông tin thời sự xã hội đáng quan tâm khác. Thưa quý vị, tổng giám đốc tổ chức y tế thế giới WHO Teros mới đây cũng đã cho biết trong một bài trong một cuộc họp báo hôm thứ tư, 29 tháng 12 rằng sự lưu hành đồng thời của các biến thể Delta và Omicron đang tạo ra một cơn sóng thần ca nhiễm. Ông Teros lập lại lời kêu gọi của mình về chia sẻ vaccine công bằng hơn, hạn chế tình trạng chương trình tiêm bổ sung ở nước giàu khiến các nước nghèo thiếu hụt vaccine. Theo Bộ Y tế Pháp, Olivier Véran mới đây cũng đã nói với các nhà lập pháp vào ngày 29 tháng 12 rằng Pháp đang đối diện với đợt thủy triều Covid-19 với 208.000 ca nhiễm được báo cáo chỉ trong vòng 24 giờ, mức kỷ lục mới của quốc gia và cả châu Âu. Tình huống còn nghiêm trọng hơn khi các ca nhiễm ở Pháp vẫn là do biến thể Delta trong khi đó tại Anh tình trạng lây nhiễm Covid-19 đạt mức kỷ lục vào thứ tư ngày 29 tháng 12. Vào lúc đó thì một số người dân London đã kêu gọi sử dụng hộ chí vaccine ở các địa điểm công cộng như là một biện pháp kiểm soát sự lây lan của dịch bệnh mà không cần phải đóng cửa. Hiện chính phủ đề xuất quy định phải có chứng nhận tiêm chủng mới có thể đến nơi công cộng. Luật sẽ có hiệu lực từ ngày 15 tháng 1 nếu được quốc hội thông qua. Còn tại Trung Quốc, thành phố Tây An 13 triệu dân của nước này cũng vào ngày hôm nay 30 tháng 12, đã bước qua ngày phong tỏa nghiêm ngặt thứ 8 liên tiếp với nhiều khu dân cư phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn cung cấp hỗ trợ bên ngoài. Tây An cũng đã báo cáo 151 ca nhiễm cộng đồng vào ngày thứ 3, dù ca nhiễm không đáng kể so với nhiều nơi khác trên thế giới. Chính quyền cũng đã ban hành biện pháp phong tỏa khắc khe, cấm ra vào thành phố từ ngày 23 tháng 12 thưa quý vị một số thông tin đáng chú ý khác theo nguồn tin từ sputnik news các vấn đề về nguồn nước của iran đã khiến cho cá sấu trở thành hung thần đe dọa con người các cuộc tấn công của loài bò sát này đang gia tăng ở nhiều khu vực những cư dân ở tỉnh baluchistan có người bị thương tàn tật và thậm chí là thiệt mạng sau khi chạm trán với cá sấu Hôm 29 tháng 12, một vụ va chạm xe giữa xe tải và xe buýt nhỏ đã xảy ra ở miền Trung Chile khiến chín hành khách trên xe buýt thiệt mạng, trong đó thì có một người không qua khỏi dù được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Chính quyền địa phương cho biết rằng đây là vụ tai nạn thảm khốc nhất xảy ra trong năm nay, nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ. Tiếp tục chương trình là một số tin tức kinh tế đáng quan tâm. Thưa quý vị, theo một số nguồn tin, tập đoàn Samsung của Hàn Quốc đang đàm phán để mua nhà sản xuất dược phẩm Biogen của Mỹ, thương vụ có giá trị hơn 42 tỷ đô la. Và theo dữ liệu của Refinitiv, Biogen được định giá khoảng 34,67 tỷ đô la. Thỏa thuận này có thể là thương vụ mua lại ở nước ngoài lớn nhất từ trước đến nay của một công ty Hàn Quốc. Theo các thống kê không chính thức thì tháng 12 2021, giá trị xuất khẩu của Hàn Quốc có thể tăng trưởng tới 22%, đạt kim ngạch 60 tỷ đô la, đánh dấu sự đi lên tháng thứ 14 liên tiếp. Và các mặt hàng xuất khẩu chủ lực trong thời gian này vẫn là chip máy tính, chất bán dẫn và chế phẩm hóa dầu. Theo thống kê mới nhất, số thương vụ mua bán và sắp nhập doanh nghiệp M&A của Israel trong năm 2021 là 238. Đây là con số cao nhất trong một thập kỷ và gần gấp đôi so với 2020. Về giá trị cũng đã tăng tới 70%. Và trong số các thương vụ có trường hợp mua lại công ty Luminis trị giá hơn 1 tỷ đô la là giao dịch có giá trị lớn nhất. Tập đoàn xe hơi khổng lồ BMW của Đức mới đây cũng đã thông báo rằng họ muốn mở rộng sản xuất kinh doanh và tạo thêm 6.000 việc làm trong năm 2022. Nguyên nhân là thị trường tiêu thụ xe điện đang tăng mạnh nên rất cần thêm nhân lực. BMW hiện nay đang có một hệ thống và quy trình chuyển đổi từ xe chạy xăng dầu truyền thống sang xe chạy bằng điện và các nguyên liệu thân thiện với môi trường. Tập đoàn năng lượng Nutvo mới đây cũng đã cho biết rằng họ vừa khởi công xây dựng một nhà máy khổng lồ chuyên sản xuất ắc quy ở miền Bắc Thụy Điển. Đây là nhà máy loại này đầu tiên được xây dựng ở lục địa châu Âu. Sau khi hoàn thành thì nhà máy cũng sẽ cung cấp pin và ắc quy cho xe điện với những công ty Mỹ như là Tesla và nhiều đối tác ở châu Á. Thưa quý vị, FBNC vừa thông tin đến với quý vị những tin tức nóng nhất về tình hình thế giới. Còn bây giờ, từ khóa đáng chú ý trong ngày với hơn 1 triệu lượt tìm kiếm, đó chính là Gisle Maxwell bạn gái cũ của tỷ phú tài tiến Jeffrey Epstein. Một tòa án Mỹ hôm 29 tháng 12 đã tuyên bố bà Maxwell phạm 5 trong 6 tội danh lôi kéo dụ dỗ trẻ vị thành niên để thực hiện những hành vi tình dục với tỷ phú Epstein. Đây là vụ án từng gây rúng động showbiz thế giới khiến tỷ phú Epstein hân bại danh liệt và kết thúc cuộc đời trong tù trước ngày bản án được thực thi. Trước đó, thì ông từng là cố vấn thân cận của chủ tịch L Brands, công ty mẹ của Victoria Series. Hiện bà Maxwell, 60 tuổi, đang đối mặt với 65 năm tù vì tội danh trên. Cảm ơn quý vị đã giữ kênh và quý vị thân mến. Giữa những ngày u ám vì dịch bệnh, có lẽ khoảnh khắc giao thừa đón năm mới là thời điểm mà nhiều người háo hức mong chờ. Với hy vọng một năm mới sẽ mang đến nhiều điều tốt đẹp hơn. Và cũng trong không khí này, Người dân của thành phố New York vừa đã có giây phút phấn khởi khi chứng kiến màn thả hoa giấy rực rỡ chuẩn bị cho sự kiện đón năm 2022. Trước thêm năm 2022, người dân thành phố New York vừa có khoảnh khắc phấn khởi hiếm hoi trong buổi thả hoa giấy thử nghiệm để chuẩn bị cho sự kiện đón năm mới. Hôm 29 tháng 12, những mẫu hoa giấy nhiều màu sắc đã được tung bay trên quảng trường thời đại. Việc thử nghiệm là truyền thống mỗi năm nhằm kiểm tra liệu hoa giấy sẽ bay theo hướng như kế hoạch hay không. Quảng trường thời đại là một trong những điểm tổ chức lễ đón năm mới nổi tiếng nhất trên thế giới. Lễ đón giao thừa tại đây là lễ hội lớn nhất thế giới, thu hút hơn 1 tỷ người theo dõi trên truyền hình. Những hình ảnh được rỡ vừa rồi cũng đã khép lại bản tin điểm tin quốc tế ngày hôm nay. Chúc quý vị có một buổi tối thật nhiều niềm vui. Xin chào và hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo trên các nền tảng của FBNC.